Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất trong GTA 5. Bắt đầu với nỗi sợ chuột các bạn ơi. Đây này, như các bạn có thể thấy rằng trước mặt tôi là cả đống chuột. Oh my god, mùi hôi quá. Và rất có thể là nó sẽ tấn công tôi các bạn ơi. Tôi thực sự hoảng sợ. Các bạn nhìn mặt tôi kìa. Được rồi, nhưng mà đây mới chỉ là một trong số rất nhiều những nỗi sợ hãi lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong video ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Nên là ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Đây rồi, nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ cắt tóc xấu các bạn ơi. Các bạn đã bao giờ đi cắt tóc mà thợ cắt tóc không hiểu ý các bạn chưa? Chắc chắn là có rồi đúng không? Và ngày hôm nay tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi này các bạn ơi. Ê chị ơi, cắt cho em kiểu tóc đẹp vào nhá. Kiểu nào cũng được nhưng mà phải đẹp. Yên tâm. Ok, chúng ta đang cắt tóc các bạn ơi. 28 đô trừ 28 đô rồi. Không biết tóc thế nào. Trời ơi, xấu thế. Không được, bắt đèn. Cắt xấu quá. Trời ơi, cắt xấu thế này. Rồi, tóc có phải tóc không hay là mấy cái sợi gì đấy trên đầu thôi. Ôi trời ơi, đúng là xấu quá, kinh khủng quá. Được rồi, vì chị cắt tóc quá xấu nên là tôi quyết định tặng cho chị một quả bom các bạn ơi. Ôi chạy đi. Ôi trời ơi. Được rồi các bạn ơi, đó là nỗi sợ hãi cắt tóc xấu. Và hiện tại tóc của tôi không khác gì sợi mì tôm. Được rồi, ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ hãi tiếp theo nào. Đấy rồi, nỗi sợ hãi tiếp theo chính là sợ cởi trần các bạn ơi. Ê. Chụp cái này này, chụp đây này, chụp tôi đây này. chụp tôi cơ mà. Ơ kìa, cởi trần có gì sai? Ô trời ơi, cởi trần là một nỗi sợ hãi nhưng mà với tôi travel không sợ điều đấy. Quá tuyệt vời. Oh my god. Được rồi các bạn ơi, cởi trần cũng là một nỗi sợ hãi nhưng mà đối với travel là quá bình thường các bạn ơi. Nên là ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ hãi tiếp theo nào. Đây rồi, nỗi sợ hãi tiếp theo chính là nỗi sợ bị điện giật, bị sốc điện các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy rằng trước mặt chúng ta chính là một ông cụ và ông ta đang cầm một khẩu súng điện và ông ta sẽ bắn tôi ngay bây giờ. Ê, bắn tôi ngay lập tức đi nào. Bạn ơi. Trời ơi, tôi thực sự sốc các bạn ơi. Ôi, đau đấy. Sao lại bắn mạnh thế? Bảo bắn nhẹ thôi. Nhẹ thôi cơ mà. Nhẹ thôi, trời ơi. Được rồi, thu lại súng. Tuyệt vời các bạn ơi, đó là một nỗi sợ hãi đấy, tôi cũng đã từng bị điện giật và nó thực sự đau đớn, nên là ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo đi. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ bị chôn sống các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy trước mặt chúng ta chính là một cái lỗ đấy và ngay lập tức chúng ta hãy thử điều này thôi. Hãy nhìn này. Tôi đang thực sự tự chôn sống các bạn ơi, nó khá hoảng sợ, nó khá đáng sợ đấy. Dù sao thì được rồi, đó là một nỗi sợ hãi các bạn ơi, hãy rời khỏi đây đi. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ hãi tiếp theo nào. Nỗi sợ hãi tiếp theo chính là nỗi sợ rốn và cằm các bạn ơi. Trước mặt tôi là rốn và trên đầu tôi chính là cằm. Trời ơi, kinh khủng quá. Vừa có rốn mà vừa có cằm, không hiểu sao. Nhưng mà nỗi sợ này thực sự tồn tại đấy các bạn ơi. Một số người sẽ không thích rốn và cằm, họ sẽ cực kỳ dị ứng với điều này. Nên là tôi cũng không thích. Tôi cực kỳ ghét rốn và cằm. Tôi ghét rốn, tôi ghét cằm. Ghét cay, ghét đắng. Tôi sẽ cho nó phát nổ. Oh god, trời ơi. Được rồi các bạn ơi, nó thực sự là một nỗi sợ hãi đáng kinh khủng đấy. Được rồi, ơi mày có sợ bom không? Mày có sợ hãi không? Oh god. Đó cũng là một nỗi sợ đấy các bạn ơi. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Tiếp theo chính là nỗi sợ gương các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy đấy, tôi đang đứng trước gương và tôi khá đẹp trai nè, tôi không sợ lắm. Các bạn biết đấy. Nhưng mà có một số người sẽ cảm thấy khá sợ hãi, tôi không biết vì sao. Hay là ngoài đời nhìn đẹp mà nhìn gương là thấy xấu quá à? Tôi không hiểu được các bạn ơi. Đó là một nỗi sợ đấy. Được rồi, hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ chưa bấm like video các bạn ơi. Vì vậy các bạn hãy kéo xuống và bấm nút like video, bấm vào nút đăng ký kênh. Chúng ta đang trên con đường đạt 500.000 người đăng ký các bạn ơi. Vì vậy hãy phá hủy nút like, hãy phá hủy nút đăng ký ngay bây giờ nào. Được rồi, hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Đây rồi, nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ bay các bạn ơi. Có bao giờ các bạn có cảm giác mình đang bay trên không trung, lơ lửng trên không trung, đang nhảy dù mà bị mất phương hướng chưa? Đó là một nỗi sợ kinh khủng nhất. Và ngay bây giờ tôi sẽ hạ cánh các bạn ơi. Tôi cực kỳ sợ điều này nên là chúng ta sẽ bung dù. Ok, hạ cánh. Ôi trời ơi, khá đau đây, hơi fail các bạn ơi. Ui, mày làm cái gì đấy? Mày thấy tao đau mày chụp ảnh à? Sao mày có thể bóc trần sự thật như thế nhỉ? Xã hội hiện nay không hoạt động như thế. Được rồi, khá đáng sợ đây các bạn ơi. Hãy đến với nỗi sợ tiếp theo nào. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ đại dương các bạn ơi. Các bạn có bao giờ sợ biển không? Chắc chắn là có, nên là chúng ta hãy nhảy ra biển nào. Ok, nhảy ra ngoài. Ok, tuyệt vời. Tôi đang rơi xuống biển các bạn ơi. Đây có thể đối với một số người
là vui, là thú vị, nhưng mà sẽ có một số người sẽ sợ điều này các bạn ơi, bởi vì nước khá sâu và chưa kể là sẽ có những sinh vật lạ dưới biển sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, nên là đó cũng là một trong những nỗi sợ hãi đấy. Được rồi, tôi không sợ lắm các bạn ơi, nên là hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo đi. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ tè dưới biển các bạn ơi. Các bạn có bao giờ đi tắm hồ bơi hay là đi tắm biển mà bên cạnh có người tè, hay là cảm nhận được tự nhiên nước nó nóng lên không? Chắc chắn là cực kỳ kinh khủng, nên là tôi sẽ tè ngay lập tức. Đó là một nỗi sợ đấy. Quá là đáng sợ các bạn ơi. Tôi không muốn điều đấy xảy ra với mình đâu, nhưng mà nó phải xảy ra với bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Được rồi, hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Chúng ta đang đến với nỗi sợ không gian hẹp các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy rằng tôi đang nằm trong một cái thùng cực kỳ là chật chội ở đây, và thậm chí là còn nằm trên đường ray tàu hỏa. Rất có thể là khi mà tàu hỏa đi qua thì nó sẽ nghiền nát tôi, và đó cũng là nỗi sợ bị mắc kẹt nữa các bạn ơi. Ok, tôi đang mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa và trong một cái thùng cực kỳ chật hẹp. Đó là nỗi sợ nhân đôi. Trời ơi, tàu hỏa, ui tàu hỏa đến rồi. No, ơi đừng, ơi cứu tôi. Trời ơi, tôi xạo. Oh god. Oh god, khá đau đớn đấy. Không sao đâu, tôi không hiểu sao cái thùng và tôi vẫn ổn sau cái va chạm tàu hỏa đấy. Nhưng mà không sao đâu các bạn ơi. Thùng đáng ghét, tôi sẽ tiêu hủy bạn. Đồ đáng ghét. Được rồi, hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo đi nào. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ tốc độ cao các bạn ơi. Và như các bạn có thể thấy rằng chúng ta đang trong một chiếc siêu xe với một anh chàng. Anh ta lái xe cực kỳ ẩu. Trời ơi, đừng có. Được rồi, lái chậm thôi. Trời ơi, anh ta lái xe cực kỳ điên rồ. Chậm thôi. Ôi trời ơi. Oh god, mày có biết lái xe không? Mày có thực sự biết lái xe? Ra khỏi đây. Oh my god. Mày ổn thôi. Ôi trời ơi, nó bị xe tông. Lái xe cực kỳ nhanh các bạn ơi. Tôi thực sự hoảng sợ với điều này. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo nào. Đây rồi, nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ đau các bạn ơi. Ê bạn ơi, cho mượn xe máy tí được không? Xuống xe đi, có còn gì nữa. Được rồi, tôi sẽ tăng tốc cao nhất có thể. Sau đó chúng ta sẽ ngã một cú thật đau các bạn ơi. Lên. Oh god. Tốc độ cao quá các bạn ơi, tôi không kiểm soát được rồi. Oh my god. Ôi, pha đấy khá đau đấy, gãy hết răng luôn đấy. Ui, tàu hỏa kìa, nhảy lên tàu hỏa. Oh god. Ôi, đó là nỗi sợ đau các bạn ơi, khá đau đấy. Được rồi, ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Tiếp theo chính là nỗi sợ qua đường. Ngay bây giờ tôi sẽ băng qua cao tốc các bạn ơi. Trời ơi, các bạn có bao giờ qua đường mà sợ xe đâm không? Tôi cực kỳ hoảng sợ các bạn ơi. Ui, my god. Khá đau đấy. Được rồi, đó là một nỗi sợ các bạn ơi. Tôi cực kỳ sợ điều này, nên là tôi tiếp tục băng qua một lần nữa. Ok, hoàn toàn ổn thôi. Trời ơi, nỗi sợ qua đường các bạn ơi. Được rồi, sao mày có thể tông tao như thế? Mày phải dừng khi nhìn thấy tao chứ, đồ đáng ghét. Tao sẽ bắn mày, đồ đáng ghét. Được rồi, hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào các bạn ơi. Tiếp theo chính là nỗi sợ vật nhọn các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy rằng dưới đất tôi đang để cực kỳ nhiều dao như thế này, thậm chí là có cả hộp dao, rất nhiều loại dao nhọn ở đây. Trời ơi, cực kỳ kinh khủng. Tôi cũng khá sợ những thứ nhọn các bạn ơi, chắc chắn rồi. Dao thì ai cũng sợ rồi, nhưng mà đối với Franklin thì được rồi. Hãy thử nào. Trời ơi, tôi nằm lên dao các bạn ơi. Điên rồ, tay tôi đang cứa vào dao. No way, no freaking way. Đứng dậy nào, trời ơi. Được rồi, tôi sẽ nhảy qua dao các bạn ơi. Trời ơi, khá nguy hiểm đấy. Trời ơi, tôi có thể đi bộ. Tôi đang đứng trên dao. Trời ơi. No way. Nằm trên dao luôn, trời ơi. Đó là ảo thuật các bạn ơi, điên rồ thật sự luôn đấy. Trời ơi, có ai nằm được trên dao như tôi không? Trời ơi. Được rồi, chúng ta hãy thử nó với ô tô nào. Liệu dao có thể đâm thủng lốp ô tô không? Ok. Không được, dao không đâm thủng được lốp ô tô á? Ảo thế. Ok, không thủng được ơi. Không thủng được các bạn ơi, không thực tế đến thế. Được rồi, hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ đám đông các bạn ơi. Các bạn có bao giờ đến một đám đông mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào các bạn như bây giờ không? Ê chị ơi, có thể đừng nhìn em được không? Em có làm gì đâu, trông em đẹp trai, khá đẹp trai mà đúng không? Nên là tất cả mọi người đang nhìn vào cái sự đẹp trai đấy đúng không? Tuyệt vời. Đừng nhìn thế, trời ơi, ngại quá. Được rồi, đừng nhìn như thế được không? Làm ơn, đừng nhìn thôi, tôi sẽ ném bom. Chạy đi chúng mày ơi, đừng nhìn. Trời ơi. Được rồi các bạn ơi, khi các bạn đến một đám đông mà mọi người nhìn bạn như thế thì các bạn hãy ném bom. Nhưng mà chỉ trong game thôi nhá, đừng làm ngoài đời. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo.
Tiếp theo chính là nỗi sợ bị sỉ nhục các bạn ơi. Ngay bây giờ các bạn hãy nhìn Travel thể hiện này. Ê đừng, cứ đừng nhìn thằng này, nhìn tôi này. Thằng này có gì đặc biệt đâu mà nhìn, nhìn tôi đây này. Thằng chó chết. Như cứt. Mày nói gì đấy? Mày vừa nói gì đấy? Mày sao? Mày sỉ nhục ai cơ? Mày ủi nhầm nhá, nhầm anh chàng áo đen. Mày sỉ nhục ai cơ? Sỉ nhục này. Mày được rồi, đó là nỗi sợ bị sỉ nhục các bạn ơi. Được rồi, chúng ta hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Tiếp theo chính là nỗi sợ nhảy trước mặt người khác các bạn ơi. Đối với các nhóm nhạc, các K-pop dancer đường phố thì bình thường, nhưng mà đối với một số người thì đó là lố bịch các bạn ơi. Được rồi, ngày hôm nay Travel sẽ giải quyết điều đấy. Ok. Ok, tuyệt vời không các anh ơi? Trông tuyệt vời đấy đúng không? Khá đẹp đấy. Khen một câu đi nào, cho một câu công tâm đi nào. Trông có đẹp không nào? Khá quyến rũ đấy. Mày chửi ai đấy? Mày chửi ai đấy? Được rồi, nó rơi tiền rồi, tôi sẽ nhặt tiền anh ấy thật nhanh. Ui, 17 đô. Tuyệt vời đấy, đó là nỗi sợ phải nhảy trước mặt người khác. Các bạn ơi, tôi cũng khá sợ đấy, bởi vì tôi chưa làm điều đó bao giờ. Được rồi, ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo. Tiếp theo chính là nỗi sợ phát biểu trước công chúng các bạn ơi. Đây này, Ladies and Gentlemen, kính thưa quý ông và quý bà, hôm nay tôi, Travel, bị hôi nách cực kỳ kinh khủng. Nên là kính mong quý ông quý bà hãy bịt mũi lại trước khi có điều gì đó xảy ra. Được rồi, anh nghĩ sao về bài phát biểu cực kỳ hoành tráng của em ăn nãy anh ơi? Có tuyệt vời không? Phát biểu hoành tráng không nào? Khen đi, không khen thả bom đấy. Thả bom đấy, thả bom đúng nghĩa đen luôn, không phải thả bom khói đâu. Bom này, chạy đi chúng mày ơi. Tôi chạy đi, bom đấy. Ui đừng nhún như thế. Chạy đi, chạy đi. Ui chạy đi chúng mày ơi. Trời ơi. Oh my god. Đó là nỗi sợ phát biểu trước công chúng các bạn ơi. Tôi cũng khá sợ đấy. Ê, mày sợ không? Sợ phát biểu không? Khá sợ đấy. Ơi chúng mày ơi, chúng mày có sợ không? Bùi bịt lỗ tai lại. Ôi khá điên rồi các bạn ơi. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo nào. Tiếp theo chính là nỗi sợ tàu lượn các bạn ơi. Và như các bạn có thể thấy rằng trước mặt chúng ta chính là trò chơi tàu lượn đấy. Nó cực kỳ cao, nó cực kỳ ngoằn nghèo, nhiều vòng và chóng mặt các bạn ơi. Nên là ok, chúng ta đang trên tàu lượn các bạn ơi. Hãy trải nghiệm cảm giác chóng mặt này. Ôi trời, trời. Cứu. Ôi cứu tôi, chóng mặt quá. Đó là nỗi sợ hãi của tôi các bạn ơi. Tôi cực kỳ sợ tàu lượn. Được rồi, mày sợ tàu lượn không? Tất nhiên là sợ rồi, chóng mặt kinh khủng mà. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ bị thả rơi các bạn ơi. Các bạn có bao giờ trong mơ, trong một giấc mơ mà các bạn bị rơi xuống như thế này chưa? Chắc chắn là có rồi, chúng ta đang rơi xuống và sau đó chúng ta tỉnh ngủ luôn. Tôi cực kỳ sợ điều này các bạn ơi. Giống như chúng ta đang rơi xuống một cái hố, xuống một cái lỗ vậy. Khá là sợ hãi đấy. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Đây rồi, nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ chó các bạn ơi. Như các bạn có thể thấy bên dưới đang cực kỳ nhiều chó. Và nó đang nhìn tôi, nó đang muốn tấn công, nó đang muốn ăn thịt tôi các bạn ơi. Được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ nhảy xuống. Ôi trời ơi, nhảy trúng anh chàng đấy. Nó đang tấn công tôi. No way. Nhảy lên. No way. Ôi. Ui, nó đang cắn tôi các bạn ơi. No. Mày lại đây. Mày lại đây. Tao có súng đấy. Tao nó vẫn cắn các bạn ơi. Tôi có súng nhưng mà nó vẫn cắn. Được rồi, lên nóc nhà. Trèo lên nóc nhà nhanh lên. Nó cắn tôi đau quá. Ok. Ok được rồi các bạn ơi, nhìn này. Nhiều chó, cực kỳ nhiều chó luôn các bạn ơi. Ui, nó tấn công anh chàng này này. Oh god. Thôi. Wow. Ui, nó thực sự nguy hiểm đấy. Ôi trời ơi, tôi thậm chí là đã từng bị chó cắn rồi đấy các bạn ơi. Được rồi, tôi sẽ đẩy anh chàng này xuống để xem chó có cắn anh chàng này không. Xuống. Ui, được rồi, treo lên. Ok. Oh god. Nó thực sự làm điều đó các bạn ơi. Nó thực sự đáng sợ đấy. Trời ơi, tôi thực sự sợ chó. Được rồi, đó có phải là nỗi sợ hãi của các bạn không? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Được rồi, ngay bây giờ hãy chuyển đến nỗi sợ hãi tiếp theo nào. Đây rồi, nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ súng. Chắc chắn ai cũng sợ đúng không nào? Chạy đi. Tôi cũng sợ các bạn ơi, nhưng mà tôi là người cầm súng. Ui, ai bắn tao? Mày bắn tao đúng không? Mày có sợ RPG không? Được rồi các bạn ơi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo thật nhanh nào. Nỗi sợ tiếp theo chính là nỗi sợ độ cao các bạn ơi. Có bao giờ các bạn đứng trên một tòa nhà cực kỳ cao và nhìn xuống và tưởng tượng mình sẽ rơi xuống trông nó sẽ đáng sợ như thế nào không? Ngay bây giờ tôi sẽ thử rơi xuống. Tôi đang rơi xuống. No way. Nhưng mà tôi có dù các bạn ơi. Đúng dù. Cánh. Oh god.
hạ cánh không an toàn, khá đau đấy, máu văng khắp nơi. Được rồi các bạn ơi, đó là nỗi sợ độ cao, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Đó chính là nỗi sợ xăm chỗ các bạn ơi. Các bạn có bao giờ muốn xăm một cái hình gì đấy mà sợ đau không? Tôi cũng khá là thích xăm đây nhưng mà tôi sợ đau phải cất. Được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ trải nghiệm xăm các bạn ơi. Ê, xăm cho em một số hình đi nào. Được rồi các bạn ơi, tôi sẽ xăm kín người, tôi xăm đen người luôn. Ok, ok, xăm hết, có hình nào xăm hình đấy, xăm tất cả mọi hình. Ok, ok, xăm cả lưng, xăm cả chân, xăm cả cổ. Đây này, trời ơi, tôi vừa xăm kín người các bạn ơi. Tuyệt vời không nào, ngầu không? Quá ngầu luôn các bạn ơi, đó là nỗi sợ hãi đấy. Nhưng mà tôi đã làm được rồi. Ê, trông ngầu không bạn ơi, trông tôi ngầu không? Nói ngầu đi. Ngầu không, ngầu không, ngầu không. Khá ngầu đấy các bạn ơi. Ê, lần sau như gặp tao nhớ bảo ngầu đấy. Ok, tôi ngầu quá các bạn ơi, ngầu nhất quả đất này. Wow, được rồi, đó là nỗi sợ xăm các bạn ơi. Hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo nào. Tiếp theo chính là nỗi sợ bị thiêu sống các bạn ơi. Đây này, như các bạn có thể thấy rằng chúng ta đang có một chuyên gia xăng dầu ở đây. Thậm chí là anh ta còn không đứng dưới đất. Quá là ngầu luôn. Được rồi, hãy đốt nhau đi nào. Anh ta không đốt tôi các bạn ơi, nên tôi quyết định chúng ta sẽ cùng đốt nhau. What? Oh, oh, no way. Chạy đi. Not good, that not good. Ok các bạn ơi, đó là nỗi sợ bị thiêu sống đây. Ui, anh ta chín tới luôn rồi. Ôi, quá là chín luôn. Được rồi, đó là nỗi sợ thiêu sống các bạn ơi. Hãy chuyển đến nỗi sợ tiếp theo. Đây rồi, chúng ta đang đến với nỗi sợ sấm sét các bạn ơi. Và như các bạn có thể thấy đấy, phía bên kia đang cực kỳ nhiều tia sét và rất có thể nó sẽ gạt ngang đây bất cứ lúc nào, nên là tôi khá sợ đấy các bạn ơi, bởi vì nó có âm thanh cực kỳ lớn và thậm chí nó có đèn nháy cực kỳ sáng. Nên là được rồi, nằm xuống để hóng hớt một chút. Để xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng mà chắc không đâu các bạn ơi. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Chính là nỗi sợ đuối nước các bạn ơi. Đây này, tôi sẽ lên một chiếc xe sau đó nhảy xuống nước ngay bây giờ. Lên. Ok, nhảy ra ngoài. Ok, ok. Nhảy xuống, xuống nước. Oh god. Đây này các bạn ơi, cái cảm giác mà chúng ta xuống nước mà chúng ta không thể bơi được, nó cực kỳ ám ảnh. Từ lúc tôi chưa biết bơi các bạn ơi, tôi chưa biết bơi, tôi cực kỳ sợ điều này. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết bơi rồi, nó sẽ đỡ sợ hơn. Ok, được rồi, với những ai không biết bơi thì điều này cực kỳ đáng sợ đấy. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Đó chính là nỗi sợ nghĩa trang các bạn ơi. Đây này, các bạn có thể thấy rằng tôi đang bước đi trong một nghĩa trang trong đêm, cực kỳ hoảng sợ. Nhưng mà có đèn cũng đỡ sợ hơn một chút các bạn ơi. Khi mà chúng ta đi trong một cái bóng tối mà còn ở nghĩa trang nữa thì nó phải gọi là cực kỳ là kinh khủng, cực kỳ là hoảng sợ luôn. Không biết các bạn có sợ điều này không, nhưng mà tôi cũng khá sợ đấy. Ok, được rồi, hãy rời khỏi đây ngay lập tức và đến với nỗi sợ tiếp theo nào. Tiếp theo chính là nỗi sợ phân. Đây này, ôi trời ơi, phân mà còn phân trái tim nữa. Ôi, được rồi, nó khá thối đấy, nhưng mà tôi lỡ đạp lên rồi. Oh god, không ai có thể đạp lên các bạn ơi, bởi vì nó quá kinh khủng. Ấy, sao mày có thể đạp lên phân như thế? Mày đạp lên phân trái tim à? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Trời ơi, được rồi. Tôi thử đạp lên các bạn ơi. Tôi đang thực sự thử đạp lên để xem cảm giác nó như thế nào. Khá là rùi bù đấy. Được rồi, tôi cực kỳ sợ. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Tiếp theo chính là nỗi sợ ma các bạn ơi. Các bạn chắc chắn đã từng sợ ma đúng không? Và ngay bây giờ chúng ta đang đối mặt với nó ở trong tựa game GTA. Khá hoảng sợ đấy. Oh my god. Nếu mà các bạn đối mặt, các bạn hãy cầm súng lên và bắn như thế này. Cho nó đỡ sợ. Được rồi, hãy rời khỏi đây đi, tôi lạnh sống lưng quá. Oh my god. Được rồi, hãy đến với nỗi sợ tiếp theo nào. Tiếp theo chính là nỗi sợ nôn các bạn ơi. Đây này, ơi, bạn ơi, nhìn này. Phê quá. Ấy, cái gì đấy? Đừng gọi cảnh sát chứ. Nôn có một bãi thôi mà, cần gọi cảnh sát không? Bạn gọi cảnh sát này, làm ơn đừng gọi cảnh sát được không? Chỉ là nôn thôi mà, có cần căng thẳng thế không? Được rồi, ơi, bạn làm gì đấy? Khá ổn đấy, khá tuyệt vời đấy. Hãy đến với nỗi sợ tiếp theo. Chính là nỗi sợ cầu các bạn ơi. Các bạn có bao giờ sợ một cây cầu không? Thậm chí là tôi không các bạn ơi. Tôi không sợ cầu tí nào. Thậm chí là tôi đang bước đi, tôi đang parkour trên một cây cầu. Ok, có vẻ như cầu sẽ là nỗi ám ảnh, sẽ là nỗi sợ của một số người, bởi vì nó khá cao và có khả năng nó sẽ sập, nên là sẽ có một chút ám ảnh về cầu các bạn ơi. Được rồi. Tôi đang parkour trên cầu và không có nỗi sợ nào với cầu. Được rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đối mặt với cực kỳ nhiều nỗi sợ trong đời thực các bạn ơi. Nha, tôi đã tái hiện nó ở trong GTA. Và cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký ngay bây giờ nào.